Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ trở lại với cái clip hướng dẫn về tìm lại iPhone hoặc là iPad bị mất với chức năng Find My iPhone. Thì các bạn đều biết là iPhone hoặc là iPad thì là một trong những cái thiết bị cá nhân rất là dễ bị mất trộm. Để đề phòng thiết bị bị mất cắp cũng như là cái dữ liệu của cá nhân của mình bị mất cùng với lại thiết bị, thì Apple có tích hợp sẵn một cái chức năng cực kỳ hữu ích sử dụng cùng với lại iCloud. Đây là cái chức năng Find My iPhone. Trong cái video clip này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập chức năng Find My iPhone cũng như là cách tìm vị trí của iPhone hoặc là iPad. Thời cũng hướng dẫn các bạn cách xóa cái dữ liệu của mình khi mà các bạn không thể tìm lại được iPhone hay iPad của mình. Để sử dụng cái chức năng này thì bạn cần có một cái tài khoản iCloud và cái chức năng Find My iPhone trên iCloud phải được kích hoạt. Trong clip này mình sẽ chia làm hai phần. Cái phần đầu tiên và rất là quan trọng đấy là cái phần kích hoạt chức năng Find My iPhone. Nếu mà trên iPhone hoặc iPad của bạn không kích hoạt cái chức năng này thì khi cái thiết bị của bạn bị mất thì đồng nghĩa với cái việc là các bạn không có cơ hội để tìm lại thiết bị của mình. Và như mình đã nói thì tất nhiên các bạn phải thực hiện cái việc kích hoạt chức năng Find My iPhone của mình trước khi chiếc iPhone hoặc iPad yêu quý của bạn bị mất. Thì để thực hiện việc này các bạn thực hiện như sau. Trên iPhone hoặc iPad của bạn thì bạn vào phần Setting. Sau đó thì vào phần iCloud. Nếu mà bạn chưa thiết lập cái tài khoản iCloud ở đây thì bạn điền cái tài khoản iCloud của mình vào, sau đó thì chọn sign in. Còn nếu bạn đã có tài khoản iCloud và thiết lập ở đây rồi thì các bạn có thể bỏ qua cái bước này. Sau khi đăng nhập iCloud rồi thì các bạn kiểm tra xem là cái chức năng Find My iPhone của mình đã kích hoạt chưa. Ở đây của mình là chưa thì mình sẽ kéo và chọn. Đấy, như vậy thì cái việc setup chức năng Find My iPhone rất đơn giản thôi. Thì mình khuyên các bạn nên kích hoạt luôn chức năng này trước khi các bạn không có cơ hội để thực hiện việc này. Bây giờ mình sẽ giới thiệu đến phần thứ hai. Đây là cái trường hợp mà không ai muốn cả, nghĩa là trong trường hợp iPhone hoặc là iPad của bạn bị mất rồi. Thì chúng tôi thành thật chia buồn với bạn. Tuy nhiên bạn vẫn có thể thực hiện các cái bước sau để đảm bảo dữ liệu trong máy được an toàn cũng như là tăng cái cơ hội tìm lại chiếc iPhone hoặc iPad của bạn. Trước hết là các bạn đăng nhập iCloud ở trên máy tính của mình. Các bạn mở trình duyệt sau đó gõ icloud.com. Mình khuyên các bạn nên dùng Firefox hoặc là Safari để đăng nhập iCloud thì sẽ dễ hơn, bởi vì có vẻ như là Google, tức là trình duyệt Chrome, không ưa thích cái trang iCloud này lắm. Đôi khi trong một số trường hợp bạn đăng nhập có thể bị lỗi. Sau khi vào trang iCloud rồi thì bạn tiến hành đăng nhập iCloud bằng cách điền thông tin tài khoản của mình ở đây. Sau đó các bạn chọn sign in. Bước tiếp theo là các bạn xác định vị trí của iPhone hoặc iPad của bạn. Cái việc này cũng khá là đơn giản thôi. Tất nhiên là việc này chỉ thực hiện được khi bạn đã kích hoạt chức năng Find My iPhone như mình đã nói ở phần trước. Thì sau khi đăng nhập iCloud thì các bạn chọn phần Find My iPhone. Các bạn click vào biểu tượng Find My iPhone ở đây. Sau khi chờ trong giây lát thì các bạn có thể nhìn thấy bản đồ cũng như là cái vị trí hiện tại của thiết bị của bạn. Khi các bạn di chuyển chuột qua thì các bạn có thể nhìn thấy cái thời gian lần gần nhất mà iCloud cập nhật cái vị trí thiết bị của bạn. Có một cái vấn đề nho nhỏ với Apple, đấy là cái bản đồ của Apple mà chức năng Find My iPhone sử dụng ở đây thì nó không thực sự chính xác tuyệt đối, nhất là ở Việt Nam. Tuy nhiên với trường hợp mà bạn quên iPhone hoặc iPad của mình ở đâu đấy thì cái thông tin này mình nghĩ là cũng đã rất là hữu ích rồi, để các bạn có thể nhớ lại là mình đã để quên cái thiết bị này ở đâu. Trong màn hình hiển thị bản đồ và cái vị trí của thiết bị thì các bạn có thể click chuột lên cái chấm màu xanh chỉ vị trí hiện tại của thiết bị. Sau đó thì các bạn chọn biểu tượng chữ Y. Sau khi các bạn chọn thì sẽ xuất hiện một cái cửa sổ nhỏ hiện lên các chức năng mà bạn có thể sử dụng như sau. Một là cái chức năng Play Sound, thì cái chức năng này nó sẽ phát âm thanh trên cái thiết bị của bạn. Thực ra cái chức năng này nó chỉ hữu ích khi các bạn quên thiết bị thôi, và các bạn có thể sử dụng chức năng này để nhờ người khác tìm giúp, ví dụ như các bạn để quên ở cơ quan chẳng hạn. Tiếp theo là chức năng Lost Mode, thì cái chức năng này sẽ kích hoạt chế độ điện thoại bị mất để khóa cái điện thoại của bạn. Và cái chức năng nữa là cái chức năng Erase iPhone hoặc là iPad, thì khi các bạn sử dụng chức năng này thì sẽ xóa toàn bộ cái dữ liệu ở trên cái iPhone hoặc là iPad của bạn. Tiếp theo thì mình sẽ nói về chi tiết của từng cái chức năng này một. Thì theo mình thì khi các bạn bị mất iPhone hoặc iPad thì các bạn có thể thực hiện cái việc là kích hoạt chế độ Lost Mode trước. Thì ở chế độ này thì máy của bạn chỉ bị khóa bằng passcode và các bạn vẫn có thể theo dõi vị trí của thiết bị được. Và đồng thời trên thiết bị nó sẽ hiển thị cái thông tin mà bạn điền ở trên chức năng Find My iPhone, là cái số điện thoại hoặc là một cái thông báo mà bạn có ở trên iCloud. Thì để thực hiện các bạn chọn Lost Mode. Chức năng này sẽ yêu cầu bạn chọn một cái mã passcode để khóa máy gồm 4 chữ số. Cái này nếu bạn sử dụng iPhone hay iPad thì các bạn đều biết rồi. Thì các bạn có thể điền số điện thoại của mình ở đây.
thông báo hiển thị trên iPhone, iPad của bạn sau khi bị khóa. Việc này sẽ giúp cho cái người đang giữ iPhone hoặc là iPad của bạn có thể sử dụng cái thông tin này để liên hệ lại với bạn. Nhưng mà thực ra mình nghĩ là cái cách này chỉ áp dụng với người tốt bụng thôi, chứ còn người đã chủ tâm lấy cái thiết bị của bạn thì chắc là cái thông tin này sẽ không có ích gì cả. Sau khi hoàn tất cái thao tác ở trên thì máy của bạn sẽ bị khóa và trên màn hình sẽ hiện cái thông báo là iPhone hoặc là iPad bị mất, vui lòng gọi lại số điện thoại các bạn vừa chọn. Lưu ý là các bạn có thể dừng chế độ lot mode bằng cách chọn là lot mode, các bạn chọn lại cái chế độ lot mode này, sau đó thì chọn stop lot mode. Và cái chức năng cuối cùng của Find My iPhone mà mình muốn giới thiệu ở đây, đấy là cái chức năng xóa dữ liệu ở trên iPhone. Đây là cái cách cuối cùng khi mà bạn biết rằng là mình không thể nào mà lấy lại được iPhone hay là iPad của mình, thì bạn có thể xóa toàn bộ cái dữ liệu cá nhân của mình ở trên iPhone hoặc iPad. Tất nhiên các bạn nên thực hiện cái việc này sớm trước khi mà cái người mà lấy iPhone hoặc iPad của bạn xóa toàn bộ dữ liệu hoặc là cài lại cái iOS ở trên thiết bị. Với cái chức năng này thì bạn cũng sẽ nhận được cái cảnh báo là khi xóa dữ liệu thì bạn sẽ không thể theo dõi được cái vị trí của thiết bị nữa, và một số chức năng khác sẽ không còn hiệu lực. Ví dụ như là cái chức năng Play Sound hay Lot Mode mình nói ở trên thì không dùng nữa. Sau khi các bạn chắc chắn là sử dụng cái chức năng này thì các bạn chọn Erase. Sau đó thì iCloud sẽ yêu cầu bạn nhập lại mật khẩu. Các bạn nhấn Next. Tiếp theo nữa là giống như phần Lot Mode thì các bạn có thể điền cái thông tin về số điện thoại và cái thông báo tùy biến của mình ở đây. Nếu mà ở Việt Nam thì khi bạn điền số điện thoại thì bạn sẽ nhận được cái cảnh báo là số điện thoại này không đúng, thì các bạn nên kiểm tra lại. Thì nếu chính xác là số điện thoại của bạn rồi thì bạn chọn UNUA và tiếp tục. Sau đó các bạn sẽ nhìn thấy cái thông báo quá trình xóa dữ liệu bắt đầu. Các bạn chọn OK. Sau khi các bạn chọn OK thì phone này hoặc iPad của bạn sẽ khởi động lại và toàn bộ dữ liệu ở trên iPhone hoặc iPad đã bị xóa. Sau khi máy tự động xóa toàn bộ dữ liệu thì cái người mà cầm máy, nếu mà máy đang bật, thì sẽ nhận được cái thông báo là iPhone hoặc iPad bị mất và kèm theo cái thông báo mà bạn đã điền ở trên. Sau khi xóa toàn bộ dữ liệu thì iPhone hoặc iPad vẫn có thể bật được lên và nhận được cái thông báo như mình nói ở trên. Và nếu mà cái người sử dụng có kết nối Wi-Fi ấy, thì thiết bị sẽ yêu cầu bạn phải activate iPhone hoặc iPad bằng tài khoản iCloud. Và theo tôi được biết thì đến thời điểm này chưa có cách nào để phá cái chế độ này cả. Tiếp theo nữa là bạn cũng sẽ nhận cái email gửi tới cái địa chỉ email mà bạn đăng ký với tài khoản iCloud, thông báo về việc dữ liệu đã bị xóa hoàn toàn. Trên đây mình đã giới thiệu với các bạn các cái thông tin cơ bản để sử dụng chức năng Find My iPhone, bao gồm cách kích hoạt chức năng Find My iPhone và các cái tính năng có thể sử dụng với Find My iPhone khi thiết bị của bạn đã bị mất. Mình lưu ý một cái điểm đặc biệt quan trọng ở đây là các bạn nên thực hiện ngay các bước ở trên khi các bạn phát hiện ra mình vừa bị mất iPhone hoặc iPad. Theo mình thì các bạn nên sử dụng cái chức năng Lot Mode trước và đặt passcode để có thời gian tìm vị trí cũng như là thực hiện các thao tác cần thiết, tăng cái cơ hội mà có thể tìm lại cái iPhone hoặc iPad của bạn. Trên đây mình đã hướng dẫn các bạn về chức năng Find My iPhone. Tuy nhiên mình cũng không mong muốn là các bạn sẽ phải sử dụng đến clip này. Nếu các bạn thấy clip này của mình hữu ích thì các bạn hãy like và share để bạn bè của bạn sử dụng iPhone hoặc iPad cũng có thể thực hiện theo để đề phòng cái việc iPhone hoặc iPad của mình bị mất. Ngoài ra nếu các bạn thấy hữu ích thì các bạn cũng có thể like và subscribe để ủng hộ làm như nào.com. Chào các bạn.